Đức Phật tuy đã dùng rất nhiều phương pháp, dùng pháp giảng bày phân tích rất chi tiết và thấu đáo, chỉ bày dạng pháp tức là tâm, các đạo lý đều là viên dung, mỗi câu mỗi lời đều có thể khiến phá trừ nghi hoặc, chỉ do vì pháp chấp của mình chưa được phá trừ nên trở lại mê chấp ở dạng pháp. Chấp rằng ngoài tâm thật có pháp, xưa nay chưa từng được rõ ràng minh bạch rốt ráo đạo lý đệ nhất nghĩa đế, chưa đạt đến chỗ không còn nghi hoặc. Bạch Thế Tôn, như A Nan và các vị khác, tuy đã chứng quả A La Hán nhưng tập khí hữu lậu chưa trừ sạch được. Dù họ đã hiểu rõ giáo pháp và đã chứng ngộ, nhưng tập khí đã có từ nhiều đời nhiều kiếp vẫn còn. Những thứ lậu hoặc ấy do đâu mà có? Nó được tạo nên do những tập khí. Những tập khí ấy không phải được tạo nên trong một ngày, nó tích tập từ vô thủy đến nay, từ đời này sang đời khác, và do những thứ này mà tập khí tạo thành những thứ lậu hoặc. Lậu có nghĩa như thế nào? Lậu chính là phiền não. Những thứ phiền não và tập khí mà A Nan và các vị đã chứng quả A La Hán như ngài vẫn chưa trừ sạch hết được. Đó được gọi là tập khí hữu lậu còn lưu lại từ kiếp trước. Nó nhiều hay ít tùy theo nghiệp. Phải chứng được quả vị thứ tư của hàng A La Hán mới được gọi là chứng quả vô lậu. Đức Phật có một vị đệ tử gọi là Ca Lâu Đà Tôn Giả. Một hôm ngài muốn vượt qua khúc sông, do ngài đã chứng quả A La Hán nên ngài có thần thông. Sông thì có thần sông cai quản, đặc biệt vị thần ở sông ấy là nữ thần. Tôn giả Ca Lâu Đà đến bên bờ sông liền gọi to: "Này tiểu tỳ, hãy ngừng chảy." Một bậc đã chứng quả A La Hán rồi thì có năng lực khiến nước phải tách đôi khi ngài qua sông. Nhưng người khiến cho sông ngừng chảy phải là thần sông. Đó là lý do mà Ca Lâu Đà Tôn giả phải gọi: "Này tiểu tỳ, hãy ngừng chảy." Ban đầu nghe gọi vậy, nữ thần sông nổi giận nhưng chẳng dám trái ý, vì Ca Lâu Đà Tôn giả là một vị A La Hán. Nhưng sau khi ngài gọi đích danh tiểu tỳ nhiều lần, thần sông liền đến trình bày với Đức Phật. Mỗi khi vị đệ tử Ca Lâu Đà của ngài muốn qua sông đều gọi con là tiểu tỳ. Thần sông than phiền: "Con thấy mình bị xúc phạm. Kính bạch Thế Tôn, xin ngài dạy đệ tử ngài đừng quá thô lỗ như thế nữa. Sao tôn giả lại có thể gọi tên và ra lệnh cho con theo lối ấy?" Thế nên Đức Phật mới cho gọi Ca Lâu Đà Tôn giả đến bảo: "Ông hãy xin lỗi thần sông và đừng gọi như vậy nữa." Quý vị xem thử, Ca Lâu Đà Tôn giả xử sự như thế nào? Ông ta nói: "Này tiểu tỳ, đừng có bực tức như vậy nữa." Thần sông lại nổi giận giống như khi lần đầu tiên tôn giả gọi thần sông là tiểu tỳ. Dĩ nhiên thần sông rất tức tối la lên: "Đó, ngài xem, đệ tử ngài lại gọi con như vậy ngay trước mặt ngài." Đức Phật bảo: "Con có biết tại sao Ca Lâu Đà Tôn giả gọi thần sông là tiểu tỳ không? Trong 500 đời trước, con là tỳ nữ của ông ấy. Con đã ở giúp việc cho ông ấy quá lâu, nên khi ông ta thấy con là liền nhớ lại thói quen kiếp trước. Nên khi gọi tên, tiếng ấy liền bật ra khỏi miệng ông ta ngay. Ông ta chưa thay đổi được thói quen từ lâu trong quá khứ." Sau khi nghe Đức Phật giải thích, thần sông nhận ra ngay đó là chuyện của nhân quả và không có gì phải nói thêm nữa. Vấn đề đã được giải quyết, đó là giải thích cho ý nghĩa tập khí hữu lậu chưa trừ sạch được.
Ni Đà Phật.